Mẹ cháu giả hết rồi. Đâu đâu? Ôi, tiền này. Lấy đi, lấy đi. Tiền này. Anh ca không có. Hả? Thả ra. Hả? Mẹ ơi, có đồ gì ăn trộm đói quá. Minh ơi, nay mẹ vội quá. Nhưng mà mẹ đặt ship cho con rồi, lát họ gọi thì con ra lấy nhá. Vâng ạ. Ừ, thế được rồi, con đợi nhá, mẹ đi làm trước đây. Vâng ạ. Sáng đây, cháu ra cổng nhà nội chú nhá. Vâng ạ, cháu ra ngay. Ơ chú ơi, chú là chú giao hàng à? Ừ đúng rồi, đồ xảo của cháu này. Cháu cảm ơn ạ. Dạ, chú ơi, mẹ cháu giả tiền rồi đúng chú? Ừ, mẹ cháu giả hết rồi. À mà cháu ơi, nhà cháu không phải ở nhà. Vâng, bố mẹ cháu không ở nhà đâu. Thôi, cháu cảm ơn chú, cháu đi vào ăn sáng đây. Ừ. Chào chú. Ừ. À, ngon quá. Mẹ nhìn. Ngon quá. Ơ, ai nhỉ? Ngoài nhà không? Dạ, chú ơi, chú gọi gì cháu đấy ạ? À, cháu ơi, mẹ chú ra nhập xuất rồi. Cháu ăn chưa? Để chú mang chú đổi cho người ta với. Chú giao nhầm á? Cháu ăn hết rồi chú ạ. Ăn hết rồi á? Chú phải đền như người ta rồi. Chú bị làm sao đây ạ? Chú đau đầu quá. Cháu phiền không? Cho chú vào nhà, chú nghỉ tí. Dạ, chú ơi, mẹ cháu bảo là không được cho người lạ vào nhà. Thế à? Thôi, chú ngồi đây, chú nghỉ vậy. Dạ chú ơi, chú biết sao vậy ạ? Chú ơi, chú biết sao vậy chú? Ôi chú, cảm ơn chú cứu được ạ. Chú xin nhá. À cháu ơi, bánh mì với nước, cháu ăn hết rồi. Vâng chú ơi, cháu ăn tí là hết chú ạ. Đau đầu quá. Ngon cháu nha. Anh ơi, bắt đầu anh nấu rồi. Ê, tìm đi, con nó về đây. Còn nhớ lắm, tìm đi. Tìm cô. Anh ơi, bà này. Ô, ở chỗ nào rồi? Ở đây rồi. Ui, tiền này. Lấy đi, lấy đi. Tiền này. Đây. Đây, này, ok. Đi. Em giàu rồi. Đi. Đi thôi. Em ơi, ra nhận hàng giúp anh nhá. Em ơi, ra nhận hàng em ơi. Em ơi, ra nhận hàng giúp anh. Em ơi. Anh ơi, giờ ra nhận hàng thay nó chứ. Được, giờ ra. Có biết tìm sao? Đi khỏi rồi. Ok. Thank you.
khi chuối đi đổi hàng không mang theo đồ ăn để đổi ạ. Chỗ đồ ăn này con không ăn đâu, con đổ ra hết rồi. Làm sao qua mắt được con? Tôi là con trai. Các bạn nhỏ chú ý nhé, hiện nay có rất là nhiều người xấu muốn đột nhập vào nhà chúng ta để chiếm đoạt tài sản này, bắt cóc trẻ em này hoặc làm những hành vi khác nữa. Các bạn nhỏ thật sự chú ý và cẩn thận, không nên cho người lạ vào trong nhà nhớ chưa. Còn video của biệt đội lấy lũ hôm nay kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.